quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên đang rất xít sao và chưa có dấu hiệu rõ ràng về sự bứt phá, đặc biệt là tại các bang chiến trường quan trọng. Theo cuộc thăm dò của Economist YouGov được công bố ngày 10 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 4 điểm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Bà Harris nhận được 49% sự ủng hộ so với 45% của ông Trump, trong khi 4% cử tri chưa chắc chắn. Trong khi kết quả thăm dò do báo New York Times, Đại học Siena công bố cùng ngày 10 tháng 10 cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại, cả hai ứng cử viên tổng thống đều phải điều chỉnh các chiến thuật vận động tranh cử tại các bang chiến trường, bởi khoảng cách chỉ vài chục nghìn phiếu cũng có thể định đoạt kết quả cuối cùng. Một diễn biến đáng chú ý khác phản ánh rõ tính gay cấn của cuộc đua bầu cử Mỹ. Khi các phương tiện truyền thông Mỹ vừa xác nhận, Phó Tổng thống Kamala Harris đã cán mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ tiền gây quỹ kể từ khi trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào tháng 7, trong khi Đảng Cộng Hòa cũng đang giành lại thế chủ động thông qua các siêu ủy ban hành động chính trị, các tổ chức có thể tập hợp các khoản tiền không giới hạn cho các ứng cử viên mà không cần trực tiếp phối hợp với các chiến dịch của họ. Mặc dù một cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang được chờ đợi sẽ mang đến cơ hội cho mỗi ứng cử viên thể hiện rõ hơn lập trường, quan điểm của mình, song ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã một lần nữa khẳng định sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc tranh luận nào với đối thủ của mình trước ngày bỏ phiếu. Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ, ông Trump tiếp tục tuyên bố sẽ không có trận tái đấu. Phản ứng trước quyết định cứng rắn này của ông Donald Trump, bà Kamala Harris nhấn mạnh, ông Donald Trump đã chính thức từ chối có thêm bất kỳ cuộc tranh luận nào nữa. Tôi nghĩ đó là một sự bất công đối với cử tri. Nhưng ngay cả khi ông ấy không tham gia tranh luận nữa, thì sự tương phản trong cuộc bầu cử này đã rõ ràng. Nó cho thấy hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước của chúng ta. Cựu Tổng thống Donald Trump trên thực tế đã nhiều lần cho thấy rằng không có tình huống nào mà ông lại bỏ lỡ cơ hội khai thác. Lần này cũng vậy, trong tình huống khẩn cấp đối phó với bão chồng bão, ông Donald Trump chỉ trích các đảng viên Dân Chủ bỏ mặc các khu vực do Đảng Cộng Hòa quản lý. Chính phủ liên bang đã không làm những gì được cho là phải làm, đặc biệt là đối với Bắc Carolina, họ đã để những người dân đó phải chịu đựng một cách bất công. Những tranh cãi chính trị xung quanh siêu bão Milton đã trở thành tâm điểm trước khi cơn bão tàn phá Florida. Bão Milton không chỉ gây ra thiệt hại lớn về vật chất mà còn khơi dậy cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe phái chính trị Mỹ, đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ. Cơn bão làm xáo trộn lịch trình của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cả bà Harris và ông Trump đều dành một phần thời gian gần đây để giải quyết các câu hỏi về nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, cả hai siêu bão Helene và Milton giúp cử tri đánh giá về việc ứng cử viên nào sẽ ứng phó tốt hơn với các thảm họa thiên nhiên nguy hiểm. Một vấn đề từng không được chú ý, nhưng nay trở thành phần ngày càng thường xuyên của công việc lãnh đạo. Và chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, các cơn bão đã làm gián đoạn cho công tác chuẩn bị bầu cử tại một số tiểu bang. Hiện còn quá sớm để biết liệu những cơn bão có tác động đáng kể đến cuộc bầu cử hay không, nhưng chiến dịch của hai ứng cử viên đã bắt đầu cân nhắc về khả năng thay đổi cục diện ở các bang bị bão tàn phá. Song theo giới chuyên gia phân tích, những tranh cãi chính trị về nỗ lực chống bão cũng có thể phản tác dụng đối với cả hai ứng viên. Cả bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang đổ rất nhiều tiền bạc và thời gian, công sức vào Pennsylvania hơn bất kỳ bang nào khác, khi các chiến lược gia hàng đầu đánh giá đây là nơi có nhiều khả năng quyết định thắng thua nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trên thực tế, có tới 7 bang chiến trường chính, bao gồm Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, Bắc Carolina và Nevada. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng để làm nên chiến thắng của bất cứ ứng cử viên nào. Tuy nhiên, Pennsylvania nổi bật hơn cả khi được các chiến lược gia hàng đầu của cả bà Harris và ông Trump đánh giá là bang có nhiều khả năng thay đổi cuộc bầu cử nhất. Cả hai ứng cử viên đều đổ nhiều tiền bạc, thời gian và công sức vào Pennsylvania hơn bất kỳ nơi nào khác. Số tiền quảng cáo trên truyền hình mà Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đổ vào Pennsylvania là 350 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn 142 triệu đô la Mỹ so với tiểu bang đứng thứ hai là Michigan.
có 3 lý do khiến hai ứng viên dồn sức vào Pennsylvania. Thứ nhất là vì quy mô của bang này, 19 phiếu đại cử tri là phần thưởng lớn nhất trong số các bang chiến trường. Thứ hai, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hai ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại tiểu bang này trong nhiều tháng liên tiếp. Thứ ba, về mặt toán học, sẽ rất khó để ông Trump hoặc bà Harris đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng cuối cùng mà không thắng ở Pennsylvania. Cách biệt giữa chiến thắng và thua ở Pennsylvania cực kỳ nhỏ. Trong cuộc bầu cử năm 2006, ông Trump đắc cử và thắng tại bang Pennsylvania. Khoảng cách này chỉ là 44.292 phiếu, còn ít hơn số ghế tại sân vận động bóng bầu dục Pittsburgh Steelers. Điều khiến Pennsylvania trở thành bang chiến trường khốc liệt đối với cả hai là sự kết hợp đáng chú ý giữa yếu tố nhân khẩu học và địa lý của tiểu bang này. Pennsylvania có những thị trấn công nghiệp đang gặp khó khăn, nơi ông Trump cần tối đa hóa số phiếu bầu của mình, và những thành phố nhỏ hơn đang bùng nổ dân số nhập cư gốc Latin mà bà Harris đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng. Chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania diễn ra khốc liệt. Phía bà Harris đang chạy quảng cáo trực tuyến, nhắm mục tiêu đến các cử tri ở các khu vực đông người gốc Tây Ban Nha, ở miền đông Pennsylvania, và các quảng cáo có sự góp mặt của những thành viên Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho bà trên 130 đài phát thanh nông thôn. Phó Thống đốc Austin Davis cho biết trong lần gần đây nhất ông gặp bà Harris, ông đã nói đùa rằng bà nên thuê một căn hộ ở tiểu bang này. Phó Tổng thống đương nhiệm chỉ cười, nhưng thực tế trong tháng 9, bà Harris đã đến Pennsylvania 3 ngày một lần, tần suất đáng chú ý đối với một tiểu bang chiến trường. Hiện tại, Pennsylvania là tiểu bang duy nhất mà Đảng Dân Chủ kiểm soát một viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và Đảng Cộng Hòa kiểm soát viện còn lại. Cách biệt ở Hạ viện của tiểu bang là một ghế duy nhất. Tiểu bang này cũng là nơi diễn ra một trong những cuộc đua vào thượng viện tốn kém nhất ở Mỹ, và hai ghế Hạ viện cạnh tranh quyết liệt có thể thay đổi quyền kiểm soát quốc hội. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các ủy ban chính trị liên quan đã huy động được 1 tỷ đô la Mỹ kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào tháng 7 vừa qua. Kể từ khi bà Kamala Harris thay Tổng thống Joe Biden, đại diện Đảng Dân Chủ chạy đua vào Nhà Trắng, nguồn tiền đổ vào quỹ chiến dịch của bà cùng các ủy ban hành động chính trị liên kết và Đảng Dân Chủ đã gia tăng kỷ lục. Ngay trong ngày được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống, bà Harris đã gây quỹ được 25 triệu đô la Mỹ. Con số này đã tăng lên 500 triệu đô la Mỹ chỉ trong khoảng một tháng. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa đã gây quỹ được 130 triệu đô la Mỹ vào tháng 8, so với 404 triệu đô la Mỹ của bà Harris và Đảng Dân Chủ. Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump vẫn đang diễn ra rất sát sao. Theo kết quả thăm dò mới của Reuters Ipsos, khoảng cách dẫn trước của bà Harris đối với ông Trump trên toàn nước Mỹ đang thu hẹp. Theo các nguồn thạo tin, số tiền huy động được cho thấy sự nhiệt tình của các nhà tài trợ trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Số tiền này sẽ được sử dụng cho quảng cáo, hoạt động tại các bang chiến địa cũng như chi phí nhân sự. Ở một diễn biến liên quan, có 7 chiến trường chính trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, tất cả đều rất quan trọng. Nhưng Pennsylvania nổi bật là tiểu bang mà các chiến lược gia hàng đầu của cả bà Harris và ông Trump đều đánh dấu là có khả năng làm thay đổi cuộc bầu cử nhất. Một phần vai trò quan trọng của Pennsylvania là quy mô tuyệt đối của nó. 19 phiếu đại cử tri của tiểu bang là giải thưởng lớn nhất của bất kỳ chiến trường nào, một phần là do các kết quả thăm dò ý kiến, hai đối thủ gần như hòa nhau ở bang này trong nhiều tháng, và một phần là do toán học. Thật khó khăn cho ông Trump và bà Harris để đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết cho chiến thắng mà không có Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania diễn ra rất khốc liệt và ở khắp mọi nơi, với tác động trên toàn bộ đất nước. Bà Harris đang chạy quảng cáo trực tuyến, nhắm mục tiêu đến các cử tri ở các khu vực đông người gốc Tây Ban Nha, ở miền đông Pennsylvania và các quảng cáo trên 130 đài phát thanh nông thôn. Đội ngũ của bà cho biết họ đã gõ cửa 1.000 ngôi nhà trong tiểu bang này. Đây là lần đầu tiên chiến dịch đạt đến con số đó trong một ngày. Theo một thành viên chiến dịch, ông Donald Trump đã cử người liên danh tranh cử của mình, Thượng nghị sĩ James David Penn, đến nhiều điểm dừng chân tại Pennsylvania, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, và tiểu bang này cũng là nơi ông Trump tổ chức cuộc họp tại tòa thị chính duy nhất của mình. Hiện tại, đây là tiểu bang duy nhất trong cả nước mà Đảng Dân Chủ kiểm soát một viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và Đảng Cộng Hòa kiểm soát viện còn lại. Tiểu bang này cũng là nơi diễn ra một trong những cuộc đua vào thượng viện tốn kém nhất cả nước, và hai ghế hạ viện mang tính cạnh tranh có thể thay đổi quyền kiểm soát quốc hội. Đảng Dân Chủ lạc quan rằng đảng này đã giành chiến thắng trong các cuộc đua quan trọng cho chức thống đốc và thượng viện trong những năm gần đây, bao gồm cả năm 2022.
nhưng Đảng Cộng Hòa lại lạc quan vì số lượng cử tri đăng ký đã chuyển mạnh sang đảng này. Ngày ông Donald Trump giành chiến thắng tại Pennsylvania năm 2016, số người theo Đảng Dân Chủ trong bang nhiều hơn Đảng Cộng Hòa khoảng 916.000 người. Nhưng tính đến ngày 6 tháng 10, con số đó đã giảm xuống còn 325.485 người. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có bài diễn thuyết trong khuôn viên trường đại học ở Pittsburgh nhằm vận động những người trẻ tuổi đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11. Ông Obama tích cực lên tiếng ủng hộ bà Harris từ khi bà thay thế Tổng thống Joe Biden, trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ để cạnh tranh với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Dù nhiệm kỳ đã kết thúc từ năm 2017, ông Obama vẫn là người có tiếng nói trong đảng. Buổi diễn thuyết ở Đại học Pittsburgh là một trong hàng loạt sự kiện mà cựu Tổng thống Mỹ thực hiện tại các bang chiến trường trong những tuần tới. Ông Obama nói, "Tôi hiểu tại sao mọi người lại muốn thay đổi mọi thứ. Điều tôi không thể hiểu là tại sao có những người nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ thay đổi mọi thứ theo cách có lợi cho các bạn." Cựu Tổng thống Mỹ Obama cho rằng ông Donald Trump chỉ quan tâm đến tiền và bản ngã của mình. Ông nhấn mạnh rằng bà Harris lớn lên từ tầng lớp trung lưu và tin tưởng vào các giá trị Mỹ. Ông cho rằng ông Trump dối trá và cố tình lừa dối, gần đây nhất là những phát biểu sai sự thật về những nỗ lực của chính phủ trong việc đối phó với cơn bão lớn. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc bầu cử sắp tới liên quan đến cả những giá trị và tính cách cũng như chính sách. Ông nhấn mạnh những kế hoạch cụ thể của bà Harris về nhà ở và thuế. Bà Kamala Harris đã chuẩn bị cho công việc này như bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Bà Kamala Harris, cựu Tổng thống Obama nói, với bà Kamala, các bạn sẽ nhận được những kế hoạch thực tế, còn với ông Trump chỉ là khái niệm về kế hoạch. Ông Obama cũng kêu gọi cả nhóm cử tri nam giới. Ông nói rằng nhóm của bà Harris đang gặp vấn đề với nhóm cử tri nam giới vì một số người chấp nhận hành vi bắt nạt của ông Trump như một kiểu thể hiện sức mạnh. Ông Obama khẳng định, tôi ở đây để nói với các bạn rằng đó không phải là sức mạnh thực sự. Ông Obama không phải là cựu tổng thống duy nhất mà nhóm vận động tranh cử của bà Harris huy động tham gia hoạt động vận động cử tri. Cựu tổng thống Bill Clinton cũng sẽ tham gia vào các sự kiện vào cuối tuần này ở Georgia, sau đó đến Bắc Carolina để vận động các cử tri nông thôn trong một tuần. Nhóm cử tri trẻ là một phần quan trọng trong liên minh mà nhóm hỗ trợ tranh cử tổng thống của bà Harris hy vọng sẽ giúp họ mang lại chiến thắng. Tuy nhiên, số lượng cử tri trẻ đăng ký ở 34 tiểu bang đã giảm so với 4 năm trước. Theo số liệu cập nhật đến tháng 9 của Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu về học tập và tham gia công dân tại Đại học Tufts cho thấy, số người trong độ tuổi từ 18 đến 29 đăng ký bỏ phiếu tại Pennsylvania trong tháng 9, thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Trước đó, hồi tháng 8 năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân từng tung cú đấm kép tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ bà Kamala Harris để đánh bại đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đang dành vốn liếng chính trị đáng kể của mình cho bà Harris để bà có thể làm nên lịch sử nếu trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên là người da màu và gốc Á. Ông Obama nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Chicago, chúng ta không cần thêm 4 năm nữa cho sự khoa trương, vụng về và hỗn loạn. Chúng ta đã xem bộ phim đó trước đây và chúng ta đều biết phần tiếp theo thường tệ hơn. Ông Obama khẳng định, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn, chúng ta đã sẵn sàng cho một tổng thống mang tên Kamala Harris. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt 5net. Xin chào và hẹn gặp lại!